Cuồng đam nhiều quá. Không. Đam đỡ hết rồi. Trời ơi. Bắt giờ nó lại. Đam rất là chậm luôn á, toàn là đam xong mới lúc tụi nó toàn là defend lên hết luôn rồi. Rồi. Đi west step. Bút màn defend nó được. Bút lẻ màn defend. Bút này defend nó đó mà có bút nào kịp đâu. Dạ, cái defend nó dễ mà nó kẻ hết. Bút online nào, bút online nó trong 5 4 3 2 1 phần lại của nó, phần lại của nó. Không. Tại giờ nó lại, đi bò giờ nó lại. Tăng thủ cố gắng hầu nha. Ê ai nhắn chửi mày là lai giùm cái ơi. Tăng thủ cố gắng hầu. Ok, tôi đi west lại. Đưa bố vô west trong 5, 4, 3, 2, 1, phone line ngay west, phone line tụi nó 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 ngay west. Không, fuck. Đi về knock lại, đi về knock. Cố gắng đam chuẩn dùm một cái thôi là tụi nó sạch. Nhìn west nè, frontline của west trong 5 4 3 2 1, frontline của tụi nó ngay west, frontline tụi nó ngay west. Cố gắng bước chết cái frontline dùm cái đi trời. Rồi Hai ba hai một sao bước cho sao bước cho sao như sao như chân mình luôn á. Oh shit bao nhiêu nhân hầu Anh em nhìn sau west trong 5 4 3 2 1, phân lại tụi nó ngay sau, phân lại tụi nó ngay sau west thôi, phân lại thôi. Không hiểu được rồi, đi bỏ giống đá mình luôn á, đi cao tí má nó không vô, tụi nó không có defend luôn á, mấy thằng tăng nó không hề có defend luôn mà không boost chết được mấy thằng tăng luôn á, mấy thằng sao nữa. Đánh đi ráng đánh đi đó kìa cho xuống mấy thằng. Quay hầu đi ngồi về nó. Rồi hầu ở cây này luôn, hầu ở cây này. Rồi cứ tiếp tục đi lên west, tiếp tục đi west. Rồi xén nó bắt cái xén. Nhìn sao nè. Từ. Rồi phun bút vô cái xe cho nè, bút vô cái xe trong 5 4 3 2 1, phun đam vô xe. Rồi chấp. À, nhìn nó cầm cái rìu 4.1 rồi đi. Rồi, đi bộ qua cầu luôn. Ai la gì mà toàn đồ 41, 42 không? Ok, đi bộ qua. Hầu lại. Ok, cứ tiếp đi bộ tiếp. Ok, nè, nhìn X trong 5 4 3 2 1 X là full boost. Defend luôn.
Ok. Cũng yếu xìu à, mấy thằng Đam đứng cao lên đi. Không có Đam luôn đi. Nó đi cột phải lột luôn á, nên tụi bay nghĩ đứng cao lên mà đánh. Điệp phút mình tăng lên 226 nha, từ 20 lên 26 rồi đó. Ok ok. À chết đi về chứ đừng có con què gì đi về hết á. Ok. Bây giờ cứ đi. Chuẩn bị boost ít trong 5, 4. Chờ boost nó nè, trong 5, 4, 3, 2, 1. Full down vô nó, nghỉ cây luôn. Full down vô nó, nghỉ cây, full down vô nó. Nó nghỉ cây, nghỉ cái cây, nghỉ. Đam đâu? Đam đâu, boost hết rồi. Giờ west, lại đi ngược giờ west lại, đi ngược giờ west lại, ngược giờ west lại. Ngược giờ west lại. Cái demon cộng locust không đam nổi đâu. Chia 2 boost ra. Vấn đề là tụi nó đã mất cái gì nữa. Đừng có đánh, Olestar. Ôi giời ơi, chết mẹ rồi. Mẹ đi, cả đi, cả đi, cả đi, cả đi, sao đâu. Cả đi, có clip sao đâu. Nó trong đồ rác của mẹ đi. Đồ rác lắm. Anh nhìn mình kìa. Ờ, bắt giờ West. Nếu muốn thì tao nghĩ kéo qua mắt khác đánh thì còn được hơn á. Ờ, đúng rồi á. Mẹ thì muốn mình không đủ bà ti để 2 boost đâu. Mẹ được rồi. Bút vô, bút vô nót nè, bút vô nót trong 5, 4, 3, 2, 1, full down vô nó, full down vô nó, full down vô nó, full down vô nó, thằng frontline vô nó nè, frontline vô nó nè. Trời ơi. Ok 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 ok, giờ về lại sau, 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 về lại sau. Bỏ mẹ nữa, không đánh nữa đâu Hiếu ơi. Ừ, nó kiếm nó đánh không. Bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ. Mình về đủ rồi. Không đủ luôn á. Đâm như cứt vậy á. Về. Rồi, mau tập. Rõ ràng là đánh frontline mấy ông thả đam đâu vô tích đằng sau, xong có ông còn nhảy. Đầu á. Nhất cái đầu. Giờ luôn. Ukraine rõ ràng đủ nha, nhưng mà mấy mẹ. Heo quốc có gì nói tụi game mà lem đi hút rồi. Game á. Tụi nó làm debuff tăng lên rồi. Đủ có debuff 26 mà đánh đam còn không vô nổi luôn. CC cũng không có. Đánh cái quỳ trời. Thôi rồi, được rồi, được rồi. Có ra được. Hút em rồi, nó muốn đầu. Đừng chửi gì đó, đừng chửi gì đó. Dạ. Heo quốc nói đi, Heo quốc rồi mời hút qua nó. Không được, không được, không được. Anh em tập trung. Có chuẩn bị boost giờ. Hết ao lo là. Đi gì vậy? Dễ, mình đang bị áo lo. Bị chết hả? Gì có nó mặc đồ nè, trời ơi. Coi video á. Anh em né cổng rồi nha, tụi nó tới cổng rồi đó. Ai hết ao lo vô trong đây, còn ao lo thì né cổng ra đi. Tem mình hồi nãy như được cái đam mà như ao cũng mới rồi. Nói chung là phải xếp lại BT đi thôi. Chú Hiếu được 5 đam. Chú Hiếu gửi lại em cái hình build của mọi người đấy. Rồi. Đó không phải. 5 đam xong rồi đi boost 2, đi boost 26. Đang boost 26. Có nắm đúng tanh bây giờ nè, Locust nó đang bị boost. Dạ vô anh em nào hết ơi. Hết đâu rồi vô nha. Còn đánh ông Chô ơi, bi ra. Ờ, từ từ, vô lại đi. Tụi lại nó làm gì? Từ đó nó đánh nè, đứng cổng làm gì? Rồi, vô đi, ai hết đâu lo, vô đi, tụi kêu hết, ai hết đâu lo, vô, chưa hết đâu lo thì né cái cổng ra. Đâu mà chạy đi, chạy hướng tiêu. Ủa, Alay sao? Không hiểu gì. Mấy thằng Alay đó, nó làm debuff mình tăng cao quá. Nó đảo vô lại anh em ơi. Mình đúng ra thì bất cứ 6-7 gì thôi là Ala vô tầm 26 luôn đánh. Nhìn mà lói mắt luôn, coi video ấy nha.